Các bạn biết không, chúng ta đã mất một cái số tiền quá lớn cho sàn giao dịch và cho những người làm eBay ở ngoài kia. Và tại sao mình lại làm video này? Bởi vì ngày hôm nay mình có nói chuyện với lại một người tên là Power Malise. Cái tiếng Anh thì mình không biết đọc đâu, nhưng mà hôm nay mình có nói chuyện với người ta là giám đốc khu vực. Anh ấy là một giám đốc khu vực của F4G, Forex 4G, cái sàn Forex 4G tại Việt Nam. Anh ấy là giám đốc khu vực. Thì ngày hôm nay mình có nói chuyện với anh ấy, và khi mà mình nói chuyện với lại anh ấy thì anh ấy biết mình có một cái sàn, có một cái kênh YouTube, và sẽ đưa cho mình được rất nhiều những cái chính sách liên quan đến sàn Forex 4G. Và mọi người biết đấy, khi mà chúng ta giao dịch chúng ta bị mất một cái số phí, đó chính là gì? Một là spread. Spread là một cái chúng ta bị mất phí. Ví dụ như vàng, spread của nó là dao động của nó là từ 10 cho tới 15 bip, đúng không? À, một cho tới 1,5 bip. Có nghĩa là khi mà chúng ta vào một lót vàng là chúng ta bị âm luôn là gì? Là một, là 10 cho tới 15 đô, đúng không? Khi mà chúng ta vào một lót vàng là chúng ta bị âm luôn 10 cho tới 15 đô. Thì đây là cái spread mà chúng ta mà thường thông thường sàn nào cũng có cái spread như vậy. Và một cái hơn nữa đó chính là gì? Đó chính là commission. Đây là phí commission, đúng không? Thì thông thường là nó sẽ dao động là từ 5 cho tới 10 đô. Thì khi mà chúng ta vào một lot đó thì thông thường chúng ta sẽ có mất hai cái khoản phí này. Có những tài khoản thì là gì? Thì là spread cao thì họ sẽ không bị mất khoản phí này. Còn có những tài khoản thì sao? Spread thấp thì chúng ta sẽ mất cái khoản phí com này, đúng không? Đối với bản thân mình, khi mình scalp ấy, thì mình sẽ mở cái tài khoản nào mà nó có cái khoản phí spread này thấp và có cái tiền com này, để làm sao khi mà spread thấp ấy, thì chúng ta dễ dàng chúng ta khi mà chúng ta vào lệnh nhé, thì chúng ta sẽ bị âm ít hơn và chúng ta dễ dàng chúng ta TP hơn mọi người. Thì đó là lý do vì sao mình chọn cái tài khoản này. Nhưng đó không phải là cái ý nội dung mà trong video này muốn nói, mà mình muốn nói với các bạn rằng là gì? Chúng ta đang bỏ lỡ quá nhiều tiền, chúng ta đang bỏ lỡ quá nhiều tiền cho những người IB khi mà chúng ta đăng ký tài khoản. Đấy mới là cái điều quan trọng nhất trong video này. Bởi vì sao? Bởi vì những người IB họ sẽ được nhận cái khoản phí rất là cao. Và một cái điều nữa là gì? Là sàn, ví dụ như sàn Xnet, đúng không? Exnet thì họ chỉ trích lại cho chúng ta một cái số tiền rất là nhỏ, ví dụ như từ 3 đô trên một lot. Những cái tài khoản mới thì chỉ được 3 đô trên một lot thôi. Hoặc là IC Market cũng vậy, cũng rơi vào khoảng 3 đô trên một lot. Đó, nhưng mà sàn Forex 4G thì khác mọi người. Họ trích lại hầu hết cái phần commission và spread đó cho eBay. Cho nên là đó là lý do vì sao có rất nhiều người sẽ làm về cái sàn FX4G. Đó, bởi vì sao? Họ trích lại hết cái số com cho những người làm eBay. Đó, thì sau khi biết được những cái điều này và sau khi nói chuyện với lại anh giám đốc khu vực tại Việt Nam, đó, thì mình được được anh được bên FX4G hỗ trợ rất là nhiều, từ commission sẽ được cao hơn, họ sẽ trích cho mình phần trăm cao hơn. Đó, nhưng mà gì? Nhưng mà đối với bản thân mình ấy, thì từ trước đến giờ mình không làm eBay, cho nên là từ trước đến giờ mình vẫn trích lại cái phần commission này lại cho anh em. Đó, mình vẫn trích lại phần commission này, cái phần com này, cái phần mà mình được của cái sàn F4G này mình vẫn trích lại cho anh em. Và cái link đăng ký thì mình để ở dưới cái video này nhá. Nếu như anh em nào muốn nhận lại com, muốn giao dịch và muốn nhận lại com thì đăng ký sau cái link này của mình đã cài nó tự động rồi mọi người. Mình đã cài nó tự động. Nhưng cái điều quan trọng nhất là gì? Khi mà chúng ta chọn một cái sàn nào đấy, đúng không? Nếu như spread giống nhau và nếu như cái commission này giống nhau thì chúng ta không tội gì chúng ta chọn những thằng này. Đây là bản thân mình, đây là cái lý do vì sao mình lại chọn thằng F4G này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ được hoàn lại cái com nó rất là lớn. Và đây là lý do vì sao, đúng không? Đây là lý do vì sao mà bản thân mình thấy rằng là gì? Chúng ta đang bỏ lỡ quá nhiều tiền dành cho sàn và quá nhiều tiền dành cho eBay. Và ngay bây giờ chúng ta hãy lấy lại số tiền đó. Thế lấy lại số tiền đó đi bằng bằng một cách là gì? Là đăng ký sau cái link kể của mình và chúng ta sẽ được nhận lại cái số com mà chúng ta đã và đang
bị người khác lấy cái số tiền đó nhé. Thì khi mà chúng ta vào một lot, chúng ta nhận lại ví dụ như là nhận lại từ 7 đô đến 10 đô thì nó là cái số tiền rất là lớn mọi người, số tiền rất là lớn đúng không? Chúng ta nhận lại được số tiền đó thì đó là một bát phở hoặc là một cái quần cái áo, nó cũng rất là quan trọng với lại cái số lot mà chúng ta đã giao dịch. Đó là công sức của chúng ta đấy. Và bản thân mình thì mình không làm IB cho nên là mình sẽ hoàn lại cho anh em cái số com này. Thì cái video này của mình đến đây là kết thúc. Và đây không phải là cái lời khuyên dành cho tất cả mọi người để mà mình hướng dẫn anh em để vào cái link này của mình. Đây cũng chỉ là cái video mà muốn giúp tất cả mọi người nhận lại cái số tiền mà xứng đáng chúng ta được nhận mà thôi. Thì video của mình đến hôm nay là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người xem video và xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em những video tiếp theo nhé.